Trước bố em đi làm về thì người ta cũng đi ra chặn đường lấy hết, không có đồng nào về. Chặn đó. Vâng. Chặn ở tận đâu? Chặn ở cái chỗ đấy, cái bố bố em đi xe cũng qua chỗ đấy rồi người ta chặn. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay thì cháu Lực đeo xin phép là đeo một cái khẩu trang của bác nhá. Tại vì là cháu Lực đang bị một chút là zona thần kinh này của bác này, trắng trắng ở trên kia, cháu Lực bôi thuốc vào. Đấy, cho nên là cháu Lực xin phép các bác là đeo khẩu trang vào. Để sợ là một cháu Lực không nói thì sợ rằng là một số các bác sẽ nói cháu Lực là khi mà lên sóng ấy thì là đeo khẩu trang làm gì. Đấy, còn hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục là xuống nhà của em Hưng của bác ạ. Hoàn cảnh của em Hưng thì chắc là rất là nhiều cô bác ở trên kênh thì cũng biết rồi. Đấy, trước khi mà đi vào thì hiện tại thì không có em Hưng ở đây. Thì cháu Lực xin được phép là tóm tắt lại hoàn cảnh của em Hưng một chút cô bác nhá. Thời gian vừa rồi thì có bố của em Hưng thì cũng có đi đi làm với cô bác, xong là gặp là tai nạn và đã qua đời rồi. Và hiện tại thì em Hưng là đang ở một mình thôi. Em cũng có chia sẻ với cháu Lực rằng là mẹ đã bỏ đi từ rất là lâu rồi cô bác. Hay còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi lên trên nhà của em Hưng của bác nhé. Ngôi nhà của em Hưng thì cũng được là nằm ở gần cái con đường mà cháu Lực nhìn thấy là rất là to của bác ạ. Con đường này thì là ở trong thôn ấy, người ta là góp tiền nhau để mà đào cô bác ạ, để mà đào là đi qua đây là sang bên thôn khác. Không biết hôm nay lên thì có gặp em Hưng ở nhà không cô bác. Cháu Lực chỉ sợ là trong cái khoảng thời gian này thì khi mà bố không còn đấy thì em ấy đi làm, đi làm thôi. Để một con dao rất là lớn đây là các bác này. Ui, thế này thì hay ngôi nhà của em Hưng thì chắc là cháu Lực ghi hình ở những cái thước phim trước thì các bác cũng đã nhìn được nhận ra là một cái ngôi nhà mà phải nói là cực kỳ mà xuống cấp luôn các bác ạ. Cháu Lực chỉ sợ là có một trận mưa báo to nào đấy thì nó bị đổ nhà thôi. Đây, ở phần phía bên này thì cháu Lực nhìn thấy là có cái tấm đan bằng tre của bác này đã rơi ra. Thì không biết là nó bị rơi ở đâu ra nữa. Có vẻ như là có dép của em Hưng ở nhà này các bác này. Đây, em Hưng thì dép này cũng rách hết của bác ạ. Và dùng đinh để mà đóng để cho nó cố định lại. Đấy, ôi ôi, bên này thì có cả hai đinh luôn này các bác này, cả chân bên dưới thì cũng đều có cả. Đấy, bây giờ thì xin mời các bác là đi lên trên nhà của em Hưng các bác nhá. Đấy, bước trên là những cái bậc cầu thang mà làm bằng gỗ mà từ rất là lâu rồi. Ngôi nhà thì có thể là làm độ tầm là hơn 10 năm rồi các bác. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì là cái chất liệu gỗ ấy các bác thì không có lựa chọn là bằng gỗ tốt cho nên là bị bục và rất là nhiều đấy các bác này. Hưng ơi, có vẻ như là em Hưng là không có ở nhà của bác ạ. Ngôi nhà thì cũng không nhìn thấy là khóa cửa gì đâu. Ngôi nhà thì hở rất là nhiều. Thế có thể là em Hưng không ở nhà thì cháu Lực xin phép là đi ra bên chỗ khác để mà xem là em Hưng có ở đấy không. Thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng khá là lâu rồi chưa xuống nhà của em Hưng. Có vẻ như là đây là không biết là em Hưng trồng hay là nó tự lên ấy, giấu cải ấy. Sợ rằng là em Hưng là đi ra nhà khác để mà làm thuê được cô bác ạ. Cái trên môi của cháu Lúc này bị zona thần kinh nhá các bác. Lúc đầu chỉ là bị một cái quả mụn nó nhỏ nhỏ thôi, xong là một tí cảm giác là nó ngứa ngứa ngứa, xong cháu Lực gái xong là nó càng nó nảy lên, thành ra là thành một chùm luôn. Thành ra là đi đâu thì cháu Lực cũng mấy hôm nay thì đi đâu thì cũng đeo khẩu trang các bác ạ. Thì cháu Lực cũng nhìn thấy là có quả dứa rất là nhiều này các bác này. Những cái ngói nhé, những cái ngói nhà âm dương ở dưới kia này các bác này thì được làm từ rất là lâu rồi. Đấy, tuy nhiên thì là cây cột mọi cái thì khi chắc thời xưa các ông
cũ ấy cô bác, thì lựa chọn là cây gỗ rất là tốt cho nên là không có bị mục được. Không biết là đi xa phần phía bên kia thì có gặp Hưng không? Hưng thì không có cái điện thoại để mà liên lạc với cô bác. Thành ra là mỗi lần xuống thì đều nếu không gặp Hưng ấy, thì đều phải đi tìm Hưng. Còn nếu mà Hưng biết tin Hưng là đi làm xa rồi thì là cháu Đức không có đi tìm nữa. Chỗ gần cái thôn của Hưng này thì là có độ tầm là 20 mấy hộ gia đình các bác ạ. Bên dưới kia thì có vẻ như là gặp nhìn một cậu bé nhìn rất là giống Hưng các bác, không biết là Hưng là ra đây làm gì. Rồi, nhìn thấy từ xa thì có vẻ như là có cả bao tải này, xong là cả cái xe rùa nữa. Hưng làm gì đây Hưng? Đường này thì có vẻ là bà con đào sang bên kia rất là to các bác ạ. Hưng ra lâu chưa? Rồi anh chào Hưng nhá. Đây là đang chuẩn bị đi đâu ấy? Anh vác phân đi dưới kia. Vác phân đi tận đâu? Dưới cái nhà kia. Đây là phân là nhà em hay là nhà nào? Nhà bác à? Cháu Hưng xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Thế là hôm nay là đi đi làm hay là đi hộ thôi? Đi làm. Đi làm à? Vâng. Hôm nay là đi làm thuê à? Vâng. Thế làm đi làm từ sáng rồi à? Vâng. Rồi anh ra nhà Hưng thì là không có gặp bà Hưng ở nhà. Thế anh vâng. Nghĩ rằng là Hưng là chỉ có đi quanh quanh ở khu này làm thôi. Thế là vác phân tận đâu ra? Tận nhà bác. Tận là nhà bác à? Vâng. Là nhà bác hàng xóm, là nhà bác gần nhà? Nhà bác gần nhà. À gần nhà đấy à? Vâng. À. Thế là vác phân này thì là được bao nhiêu tiền một ngày? 100.000. Được 100 à? Vâng. Ừ. Nhưng mà vác đây là vác đến tận đâu? Đến tận cái nhà cấp 4 kia. Tận đến nhà cấp 4 kia? Vâng. Ồ. Thế từ đây đi thì cũng khá là xa đấy nhỉ? Vâng. Thế là chuyến này là chuyến thứ mấy rồi? Hết rồi. Hết rồi còn à? Còn 2 bao này. Còn 2 bao này thôi à? Vâng. Còn 2 bao này thì là được về đúng không? Vâng. Ừ. Thế thì là Hưng bây giờ làm nốt cái công việc của ngày hôm nay nhá. Vâng. Rồi thì là anh cùng Hưng là về nhà Hưng. Rồi, bột bao này thì tầm bao nhiêu cân? Tầm 20 mấy cân. Tầm 20 mấy cân á? Có cái gì để vác được đi không? Dạ. Có cái gì để vác được đi không? Thế là ngày hôm nay là Hưng vác được bao nhiêu chuyến rồi? Vác được nhiều rồi à? Thế là làm là nguyên một ngày à? Trong nhà là vẫn còn một ít nữa. Vâng, mai lại vác đi nữa. Ở đây còn một bao nhỏ này có phải không? Phải á? Em lấy. Thế là đi vác phân như này là một ngày là được 100.000 à? Qua có ông chủ nợ bên ngoài ra đòi thì không có tiền thì đi làm lấy tiền nộp lãi. Nộp lãi ngân hàng à? Nộp lãi rồi à? Vâng. Chứ còn là lãi ngân hàng thì là người ta chưa về nói gì đâu à? Vâng. Còn 2 mấy ngày nhưng mà lãi ngân hàng thì em đã đủ tuổi đâu mà người ta thu. Nhưng mà vẫn nộp tháng. Vẫn nộp á? Vâng. Sao lại có thể là bố của Hưng vừa mới ra đi không á? Thành ra là người ta chưa có biết. Nhưng mà em đã đi lên xã để làm giấy khai tử mọi cái hết chưa? Nhưng mà em đi làm nhưng mà chưa đi xóa, không có ai đi cùng. À, chưa có ai đi xóa? Ừ. À, thế là có thể là như vậy thì thành ra là bên xã người ta là chưa có biết. Thế hôm qua là chủ nợ ở bên nào về đòi tiền? Bên nợ bên ngoài anh. Nợ bên ngoài à? Ừ. Thế người ta về đòi tiền lãi hay là tiền gốc luôn? Tiền lãi thôi. Tiền lãi thôi à? Thế bây giờ thì có bao nhiêu tiền rồi? Còn thiếu là 300 nữa. À. Vác là đến nhà bên này à? Vâng.
Thế là buổi sáng sớm này là đi làm từ mấy giờ? Từ 7 giờ á? Một bao phân này thì đâu đó rồi, tầm độ 30 cân các bác ạ. Thế là để đâu? Đây. Để đây à? Nào, để anh một tí. Thế là sáng nay vác được chỗ này à? Bên kia nữa. Bên kia nữa? Vâng. Thế là nhà này là nhà? Nhà anh trai, anh nhà bác đó. Là con của bác. À, nhà này là nhà con của bác à? Vâng. Cũng nhìn thấy là một cái ngôi nhà rất là đơn sơ của bác ạ, làm toàn bằng cái cây gỗ, hình như cái này cái chậu hay sao, những cái tấm ván ấy. Vâng. Thế là buổi tối là có người ngủ đây không? Không ạ. Buổi tối là không ai ngủ đây đâu à? Vâng. Thế là đi làm thuê bác là bác cho 100 nghìn à? Vâng. Cái như tầm tuổi của em Hưng thì một ngày thì đi làm người ta có chỉ trả cho là 100 là cao nhất của bác ạ. Thế là cái này là lấy khoán hay là như nào? Là một bao này là bao tiền không? Không ạ. Không á? Vâng, vác một ngày là được 100. Vác là một ngày 100? Ừ. Nếu mà một ngày mình làm ít quá thì có được 100 không? Có. Có được à? Vâng. Thế là một mình Hưng là vác được chỗ này thì chắc là rơi gió độ tầm là hơn 2 khối phân của bác ạ. Ở bên kia thì còn nữa. Bao này thì có phải lấy đi không? Có. Có à? Mai lại vác tiếp. Mai lại vác tiếp á? Vâng. Thế ở trên kia thì còn bao nào nữa không? Ở trong nhà vẫn còn, nhưng mà mai một buổi nữa. Là mai một buổi cơ à? Vâng. Thế là vừa rồi là vác ở đây nữa à? Vâng. Tại vừa rồi thì theo như lời của em Hưng kể đấy cô bác, rằng là hôm qua là chủ nợ là về nhà tìm đòi để mà đóng tiền lãi. Nếu mà không có tiền lãi thì là người ta sẽ lấy cái gì không? Không, nó bảo là hết tuần này phải nộp hết. Hết tuần này là phải nộp hết à? Vâng. Nhưng mà có bắt là mình nộp tiền là gốc không? Không ạ. Nhưng mà người ta có về đe dọa rằng là nếu mà không có nộp tiền ấy, thì người ta sẽ lấy cái sổ đất của mình đi không? Có lấy đi, hôm nọ lấy đi rồi. Hôm nọ lấy đi rồi á? Vâng. Thế là bây giờ mình cứ nộp lãi thì bao giờ người ta mới trả cho mình? Nộp lãi khi nào mà mình nộp hết cả gốc thì nó mới trả cho. Nộp lãi cả gốc thì mới trả cho? Vâng. Ôi dồi ôi. Thế hôm nọ anh bảo Hưng là nói chuyện với lại chú thì cho em xin cái tiền tiền nộp mỗi tiền gốc thôi, còn tiền lãi thì là cho cháu xin thì người ta không chịu à? Vâng. Có trong anh em trong họ hàng gì không? Không đâu à? Vâng. Không biết là trước kia là bố của Hưng thì có quan hệ như thế nào với lại cái ông chủ nợ đấy các bác. Thế nhưng mà chắc là cũng rất là uy tín thì người ta mới cho vay, không cần là phải thế chấp gì. Hay là trước là bố em thế chấp sổ đỏ rồi, cũng đâu á. Bao này thì không phải, có phải không? Không phải à? Thế bao này bác đi à? Thế bao này thì anh lấy rồi nhá. Thank you.
sọt là vừa đẩy về xe rùa à? Thế là xe rùa này là nhà em tự có hay là lấy ở đâu về? Của nhà bác. Của nhà là bác à? Ừ. Nhưng mà đây là có phải là nhà bác ruột không? Không ạ. Không à? Vâng. Thế là bác ở gần nhà bên cạnh đấy à? Vâng. À, thế là hôm nay là bác ấy thuê là 100.000. Vâng. 100.000 là làm từ sáng đến bây giờ hiện tại là chắc là gần độ 5 giờ chiều bác ạ. 5 giờ chiều là em Hưng là cũng nghỉ rồi. Thế là ngày mai còn làm được không? Có. Ngày mai còn làm à? Vâng. Ngày mai còn làm ấy. Bác cho làm độ bao nhiêu ngày có biết không? Không biết ạ, hết là trả tiền. Hết là trả tiền à? Vâng. Rồi, của bác ạ. Em Hưng thì năm nay mới có 16 tuổi thôi. Trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì bố của em cũng không may là gặp tai nạn và ra đi mãi mãi rồi và để lại cho em Hưng hai cái khoản nợ rất là lớn. Một khoản nợ là bên ngân hàng là rơi vào 21 triệu, một khoản nợ ở bên ngoài là 27 triệu các bác. Khoản mà 27 triệu là hàng tháng là em Hưng phải đóng là nộp là 400.000 tiền lãi. Thế là nếu mà bây giờ người ta bảo là không có nộp thì là người ta sẽ lấy đất, lấy rừng à? Vâng. Thế ruộng nhà Hưng thì là ở tít chỗ nào có? Tít dưới kia, cái chỗ người ta đốt cái gì đấy. À, thế là tít ở phần phía bên kia à? Vâng. Ồ, thế là qua cái quả đồi bên dưới cái cây tre. À. Đấy, cái chỗ cây thông đấy. À, Hưng thì cũng có một chút đất ở dưới kia đấy cô bác này. Đấy, tuy nhiên thì là ở nhà thì không có con bò để mà làm ấy. Thành ra là lấy cái chỗ đất đấy để mà đi cho người khác làm. Xong là người khác sẽ chia cho Hưng là một chút thóc. Thế thì nhà Hưng thì chỗ đấy là làm độ tầm là được bao nhiêu bao thóc? Được tầm 10 bao không? Có. Được tầm 10 bao à? Vâng. Thế năm nào mà đẹp nhất thì được bao nhiêu bao? Tầm 14, 13. 14, 13 à? Vâng. Thế là cứ cho là 14 bao đi. Ừ. Đấy là gọi là như chia cho hai người thì sẽ là chỉ hai nhà. Chia cho hai nhà thì sẽ được là mỗi nhà là 7 bao. Đấy, nhưng mà 7 bao không này thì... Không được một nửa đâu. Không được á? Vâng. À. Thế là lấy coi như là 7 bao này đi. Là về nhà là còn phải là lọc những cái hạt là lép với lại hạt không lép ra nữa. Vâng. Thế thì bây giờ hai anh em mình đi về đi nhỉ? Vâng. Đó. Thế là bây giờ từ đây đi lấy xe rùa là đẩy đi à? Vâng. Đây, để anh cầm cái này cho. Em cầm cái đó. Em đẩy xe rùa đi. Ra đây, đây anh cầm cho. Em đẩy xe rùa đi. Không được. Không được à? Thế là xe rùa này là để đẩy phân từ trên kia sang à? À. Thế là đẩy phân từ trên kia sang đây rồi lại vác phân đi xuống dưới kia. Vâng. Thế là một ngày như này thì được tầm độ bao nhiêu chuyến thì có biết không? Không ạ. Không biết à? Vâng. Thế buổi trưa thì có được nghỉ trưa không? Bác có lại nuôi cơm không? Có. Vẫn nuôi cơm à? Vâng. Thế là hôm nay làm được 100.000 rồi à? Vâng ạ. Ừ. Thế ngày mai làm một ngày nữa là được 200.000. Là còn thiếu là 200.000 nữa để mà đóng tiền lãi ngân hàng. À là để đóng tiền lãi cho người ta đúng không? Vâng. Phải một cái cậu bé mà năm nay mới có 16 tuổi rồi các bác. Khoản lãi ngân hàng thì hiện tại là vẫn còn chưa có biết là phải đóng đến bao nhiêu. Nhưng mà tuy nhiên thì là để mà bỏ được cái khoản ngân hàng thì chắc chắn là sẽ không có bỏ các bác ạ. Đấy, tại vì là cháu Lực cũng chứng kiến rất là nhiều những cái vụ mà khi mà bố đi vay về thì bố không còn ấy, thì con là vẫn phải giả. À, thế là vừa rồi là Hưng làm cho chú bên này à? Vâng ạ. Thấy là lấy phân ra phơi này. Thế là ngày mai là tiếp tục là xúc phân đây à? Vâng. Xúc phân đây là đem vào cho bao tải đúng không? Vâng. À. Rồi, chào Hưng lấy xe rùa để mà đi giả đó cô bác ạ. Tí nữa em Hưng về thì cho Đức xé ghi hình sau. Thank you.
trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Hưng cất đồ xong chưa? Xong rồi à? Thế là sáng nay là Hưng là hót ở phân trâu phơi bên này à? Xong là hót từ chỗ này là đi xuống cái ruộng à? Hưng là thấy là kiếm tiền thì có khó không? Có. Khó à? Vâng. Trước kia bố con ở thì là em có phải vất vả thế này không? Không. Không phải vất vả à? Vâng. Trước kia thì có lẽ là vất vả thì là vẫn vất vả của bác ạ. Đấy, tuy nhiên thì là đỡ được một chút phần nào. Đấy, khi mà bố của mình không còn ấy, thì là mình lại phải làm người mà lao động chính luôn. Thế là một tí nó tắm xong là Hưng là đi ăn cơm à? Đen cơm ở bên nhà bác bên kia đúng không? Hãy ngôi nhà thì có vẻ như là đi vào thì rất là to các bác ạ. Đấy, nhưng mà đi vào bên trong thì rất là đẹp các bác. Ngày hôm nay thì ở đầu thức phim thì cháu Lực cũng đã nói rồi, xin phép các bác là đeo khẩu trang một chút các bác ạ. Tại vì là cháu Lực đang bị là cái zona thần kinh này. Cái này thì là còn bị lây rất là nhanh nữa các bác, cho nên là phải đeo khẩu trang vào. Đấy, như Hưng thì là hôm nay là em đi làm thuê là để mà làm gì, em có thể nói lại cho anh với lại các bác cùng biết được không? Để lấy tiền nộp lái ạ. Để nộp lái tiền người ta. Nộp lái cho người ta à? Vâng. Thế là bây giờ là về cái đất đai của nhà em, cái phần sổ đỏ ấy, gọi là cái sổ đỏ ấy thì là bây giờ là người ta là cầm đi rồi à? Vâng. Người ta cầm đi, nếu mà em không đóng thì là người ta sẽ bảo là lấy luôn đúng không? Vâng ạ. Ở cái có lẽ là trước kia bố của em Hưng đi vay đấy cô bác. Đấy, tuy nhiên là không cần thế chấp gì, nhưng mà giấy tờ mọi cái thì chắc là còn có. Nhưng trước bố em đi vay thì có giấy tờ không? Có. Có giấy tờ à? Vâng. Có giấy tờ là đầy đủ hết à? Vâng. Thế là như vậy thì cũng đúng với lại pháp luật thưa cô bác. Người khác cho vay thì người ta cũng phải lấy lái, nhưng mà không biết là cái đồng lái này thì là nó mà cháu Lực không biết là trước bố Hưng có thỏa thuận với lại mà người cho vay không, thì đóng rất là cao cái lái này ấy. Thế là hôm nay là em đi làm được 100.000 đúng không? Vâng ạ. Thế là ngày mai lại đi làm được bao nhiêu nữa? 100 nữa. 100 nữa à? Vâng. Là 400 là đủ đúng không? Vâng. Thế thì hôm nay là anh đưa cho Hưng là 200.000 để mà Hưng gộp lại với lại 200.000 bên kia để cho nó đủ 400.000 nữa. Vâng ạ. Vậy thì là anh gửi Hưng là 200.000 này nhá. Vâng. 200.000 này là để mà gộp với lại cái phần khoản là bên cái khoản mà em đi làm thuê đấy nhá. Vâng ạ. Đi làm thuê để mà em đóng nhá. Vâng. Anh không thể là cho em hết được. Đấy. Ở đây thì trong thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng có nhận được một khoản là của bà bé là gửi tới cho em Hưng là số tiền là 5 triệu đồng. Đấy, để vào cái quỹ sau này có thể giúp cho em Hưng là giả cái phần khoản nợ nào đấy cô bác. Trong thời gian tới thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ nhận được cái phần trợ duyên của các bác yêu quý em Hưng, giúp cho em Hưng bỏ đi một cái khoản nợ trên đôi vai của em Hưng một chút cô bác ạ. Phải nói là một cái cậu bé mà năm nay mới có 16 tuổi thôi. Đấy, để mà tội thì chắc chắn là tội rồi cô bác. Thứ nhất thì là không có bố mẹ ở bên cạnh, và thứ hai thì gia đình mình chẳng có gì nữa, đồ đạc ở trong nhà thì không còn một cái gì nữa cô bác. Hôm nọ thì cũng được là chị Giáng My mua cho cái đệm ấy cô bác. Đấy, nhưng mà không may là bị cái kẻ xấu người ta trộm đi mất rồi. Đấy, trộm đi mất thì cũng không có dám đi từng nhà một để mà lục được. Tại vì đệm thì nó có
rất là nhiều, máu nó giống nhau, cho nên là bắt được tận tay thì mới nói được. Đấy, còn Hưng thì dùng cái tiền này để mà gộp với tên kia là đến hôm nào thì là người ta về về lấy tiền. Người ta bảo là tự mang đi cho. Là tự mang đi à? Vâng. À, đấy, đóng từ ngày bao nhiêu? Hôm thứ hai đã được nộp rồi nhưng mà em chưa có tiền. À, chưa có tiền là chưa đi nộp đúng không? Vâng. Rồi. Thế là nếu mà mai em làm thì là ngày mai làm một ngày nữa thì mới cho hay là em lấy trước cũng được? Mai mới lấy. Mai mới lấy à? Vâng. Là làm xong thì ngày mới cho à? Vâng. Làm mà từ sáng đến chiều tối của bác. Đấy là được 100.000. Thế nhưng mà người ta là có nuôi cả ăn đúng không? Vâng. Đấy có thể là được một ngày là 130 gì đấy cô bác. Đấy nhưng mà nuôi ăn là mấy bữa? Hai bữa hay là ba bữa? Hai bữa. Hai bữa thôi à? Vâng. Là buổi trưa với lại buổi... Tối. Tối à? Vâng. Thế là buổi sáng là em có ăn gì để mà đi làm không? Không. Không á? À? Thế là nhịn đói đi làm luôn à? Vâng. Thế làm đến mấy giờ thì em được nghỉ ăn cơm trưa? 11 giờ. 11 giờ. Ôi dồi. Nhịn đói từ sáng sớm đi làm vác phân đến 11 giờ trưa thì mới được ăn cơm của bác. Và cũng chỉ được là ngày là tầm độ là 130 thì là người ta trừ mất là cái tiền ăn đi 30.000 rồi. Còn 100.000 thì sẽ để cho em Hưng. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì Hưng cũng nói rằng là cái khoản này thì Hưng là dùng để mà đóng tiền lái khi mà trước kia là bố của em Hưng có đi vay. Giả thế này thì người ta có cho có giấy tờ gì không? Không ạ. Không á? Thế là cứ đưa thôi à? Vâng. Đưa như này thì liệu là sau lần sau thì người ta có về đòi không? Một tháng đòi một lần. Một tháng đòi một lần à? Vâng. Nhưng mà có trường hợp nào mà một tháng mà người ta đòi hai lần không? Không ạ. Không đâu à? Vâng. Thì sợ rằng là Hưng là lấy tiền đi nộp rồi thì là người ta lại đòi thêm một lần nữa, không có giấy tờ đấy. Thế bây giờ đi thì đọc tháng nào thì là bảo người ta ghi cho tháng đấy cho nhá. Vâng. Thí dụ như chỉ cần ghi là mai sau là tháng 5 đúng không? Vâng. Tháng 4 nhá. Tháng 4 Hưng đi nộp thì cho người ta ghi, cho chủ nợ ghi đấy. Tháng 4 đã nộp tiền lái 400.000, xong rồi cho người ta ký tên vào đấy. Vâng. Nhá. Như thế thì cũng sợ là người ta bị lừa. Vâng. Hay là buổi tối nay là Hưng là ăn cơm với lại cái gì? À tối nay là đi nhà người ta rồi nhỉ? Vâng. Thế là buổi sáng là không còn mì tôm nữa à? Vâng. Ồ thế thì từ đây lên đến xá, từ đây lên chỗ mua mì tôm thì có xa không? Có. Xa à? Vâng. Nếu mà em đi mua mì tôm thì em đi được không? Có. Có đi được à? Vâng. À, thế thì hôm nay thì anh xuống ấy thì là anh cũng không có đi từ trên xá xuống. Vâng. Anh đi từ ra bên chỗ khác về, anh đi công việc xong là anh tiện là anh chạy qua đây luôn. Vâng. Thế thì hôm nọ là anh có nhận được một cái khoản là của bác Chiêm, bác ở bên Bắc Hà. Vâng. Là gửi cho em là 500.000. Vâng. Đấy, khoản 500.000 này thì anh là chưa mua cái gì cả. Vâng. Đấy, thì anh sẽ gửi cho Hưng là 100.000 nhá. Vâng. Gửi cho Hưng là 100.000 thì Hưng là đem để mà đi mua mì tôm nhá. Mua mì tôm ăn sáng nhá. 100.000 này thì là có thể là mua được là mì tôm là được tầm là thùng to hay là một thùng rồi. Vâng. Còn nếu mà ở đâu là được còn được dư 5.000 thôi. Một thùng nó 70 thôi. Ở đây 70 thôi à? Vâng. Mì, nhưng mà mì gì? Mì kokumi. À. Mì kokumi là thế là một thùng 7.000 là có bao nhiêu gói? 30 à? Ừ. Ồ thế thì có ít thôi. Em mua cái loại thùng to, loại thùng 95.000 đấy. Vâng. Đấy thường là anh mua xuống cho Hưng là anh mua loại thùng to kia là được 40 gói hay sao đấy. Ừ. Là người ta lấy 95.000. Đấy thì Hưng mua cái loại thùng kia. Đấy buổi sáng đi làm thì là pha một gói mì tôm xong đi làm. Vâng. Đấy thấy là xuống đây nghe Hưng kể rất là tội của bác ạ. Nhịn đói từ 6 giờ sáng là đi làm đến 12 giờ trưa thì mới 11 giờ trưa thì mới được ăn cơm. Phải xem đến tối lại ăn cơm một bữa. Tối thì là người ta là cho ăn cơm đến mấy giờ thì em về? Ăn xong thì em về. Ăn xong thì em về à? Vâng. Cũng tùy thuộc theo nhà người ta là nấu sớm hay là nấu muộn đúng không? Vâng.
Thế còn là buổi trưa thì có ăn cơm với lại thịt không? Không. Thế ăn cơm với gì? Với rau. Với rau thôi á? Vâng. Thế người ta không cho ăn thịt à? Vâng. Thế đến buổi tối này thì có được ăn thịt không? Không biết ạ. Không biết à? Vâng. Thường thường là cháu Lực thấy là trên khu của cháu Lực đấy cô bác. Nếu mà làm cái công việc gì là thường thường thì cháu Lực thấy rằng là đi làm là có thịt để mà ăn nữa đấy, nhưng mà theo em Hưng kể là không có thịt cả cô bác ạ, có rau thôi, còn không, đến buổi tối thì không biết là có hay không. Đấy, bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới bác Chiêm, bác ở bên Bắc Hà nhá. Đấy, anh gọi bằng bác, em thì chắc là gọi bằng bà rồi. Bác gì anh? Bác Chiêm, bà Chiêm. Bà Chiêm. Cháu cảm ơn bà Chiêm rất nhiều, cháu chúc bác thật nhiều sức khỏe ạ. Hưng thì có vẻ như là nói để mà nói của bác, để mà truyền được những cái lời cảm ơn sâu sắc thì là Hưng cũng không có nói được nhiều mà. Thế thì Hưng là cho anh hỏi là em học đến năm lớp mấy? Em học đến lớp 6 ạ. Lớp 6 à? Vâng. Đến lớp 6 nghỉ là Hưng thì học đến lớp 6 là Hưng đã phải tạm dừng cái việc học đấy để mà ở nhà là phụ giúp bố rồi cô bác ạ. Chứ thì em thì biết đọc viết viết hết đúng không? Vâng. Hay có thể là đến lớp 6 thì chắc chắn là đọc viết là biết sơ sơ từ cô bác, để mà lưu loát thì chắc chắn là sẽ không có lưu loát. Cháu Lực cũng xin là thay mặt em Hưng gửi một lời cảm ơn tới bác Chiêm bên Bắc Hà. Cảm ơn bác đã gửi tiền cho cháu Lực để mà mua thực phẩm cho em Hưng. Tuy nhiên thì là mong bác là khi mà theo dõi được thức phim thì là thông cảm cho cháu Lực một chút. Hôm nay thì số thì cháu Lực cũng tiện qua là nhà em Hưng và ghi hình lại cho các bác cùng biết được cái cuộc sống của em Hưng là hàng ngày là phải làm như thế nào thì mới có được tiền đi, mới có được tiền để mà trả nợ các bác. Và lần sau cháu Lực xuống thì cháu Lực sẽ mua thịt thà này, mắm muối, mì chính, mì tôm xuống cho em Hưng. Đấy thì là khoản bác Chiêm là 500.000, thì hiện tại là anh vẫn còn đang cầm là 400.000 nữa. Thế thì để ngày mai anh xuống thì là anh sẽ mua cho em nhá. Vâng, em cho em không để mua gì, em hãy nộp ăn tiền ạ. Chỉ hãy nộp tiền thôi á? Vâng. Đấy, nhưng mà em bây giờ ở nhà thì có còn gì để mà ăn nữa đâu mà nộp tiền. Em coi đi như làm là cũng được. Đi làm cũng được á? Vâng. Thế coi như là tháng này thì em là cứ cầm cái tiền mà em đi làm với lại anh vừa đưa cho em ấy để mà em mà nộp. Vâng. Thế thì sang tháng sau ấy thì là anh xin phép là trích cái tiền của bà bé. Nha, trích cái tiền của bà bé, nếu mà xem là cái khoản mà bây giờ hiện tại là anh chưa cầm nói nổi là 27 triệu, chưa có đến 27 triệu thì mình sẽ đi vào và gửi trước người ta là 5 triệu trước. Vâng. Để cho nó ít cái tiền lãi của nó đi nhá. Vâng. Đấy. Thì cháu Lực cũng rất là mong sẽ được sự yêu quý của các bác giúp đỡ cho em Hưng một chút cô bác ạ. Bây giờ thì hàng tháng em Hưng phải nộp mà rất là nhiều cái tiền tiền lãi thì cũng rất là tội cho em. Nếu mà sang tháng khi mà em Hưng nộp cái tiền lãi đấy xong rồi thì cháu Lực sẽ xem xét là cùng em Hưng đi đóng cái số tiền là 5 triệu của bà bé là gửi cho. Đấy, 5 triệu thì để xem là người ta có bớt được thêm lãi thêm một chút nào không. Cháu Lực sẽ chắc chắn là em Hưng, em ấy nói thì em ấy sẽ kiểu là lời nói không có trọng lượng các bác. Thì cháu Lực sẽ nói chuyện với lại cái anh mà cái chủ nợ của em Hưng ấy. Cháu Lực sẽ gọi là bằng chủ nợ luôn để mà làm sao cho người ta là bớt cái tiền lãi xuống. Chứ là như thế thì là lãi nó cũng rất là cao. Lãi nó kiểu thuộc dạng như là lãi như kiểu là lãi xã hội đen đấy không bác. Rất là cao như vậy thì ngày trước kia thì là bớ của Hưng với lại chủ nợ nói như thế nào thì cháu Lực cũng không biết đấy. Thành ra là bây giờ mẹ cháu Lực mới xuống chia sẻ thì thấy bây em Hưng là bây giờ ta vẫn cầm sổ. Vẫn cầm sổ đúng không? Sổ ghi trước lấy tiền. Đấy là vẫn cầm đúng không? Vâng. Rồi. Thế thì cái chuyện đó thì là sang tháng mới thì là sẽ trước bố em đi làm về thì người ta cũng đi ra chặn đường lấy hết, không có đồng nào về. Chặn đó? Vâng. Chặn ở tận đâu? Chặn ở cái chỗ đấy, cái bố em đi xe cũng qua chỗ đấy rồi người ta chặn. Thế là trước kia là bố em có xe máy à? Không, bố em đi xe khách à? À, đi xe khách á? Vâng. Đi xe khách là lên chia xe khách để chặn á? Vâng. Có vẻ như là
nghĩ rằng là bố của Hưng là bỏ chạy, cho nên là mấy không phải bỏ chạy nhưng mà có người ở trong làng này, có người biết bảo là bố em về thì người ta gọi điện bảo chặn. Lúc đấy là bố em định bảo về thì mua thóc, mua gạo ấy, xong rồi người ta gọi điện bảo ông về thì cho người ta đi chặn lấy, lấy 4 triệu. 4 triệu á? Vâng. 4 triệu chặn như này thì là không có giảm xuống hay là như chắc là lâu lắm không nộp mà tiền lãi đúng không? Vâng ạ. Thế là 4 triệu thì chắc là cần là 4 năm không nộp tiền lãi thôi chứ. 4 triệu Không, người ta vẫn lấy bình thường. Giống như kiểu lấy mẹ để lấy con ấy. Người ta lấy như thế, người ta lấy nhiều. Có thể là bố của Hưng thì lâu lắm không nộp tiền lãi rồi, cho nên là mới dẫn những cái sự việc là người ta chặn đường để mà lấy tiền. Đấy, theo như Hưng nói là kiểu như kiểu thông dạng là lái mẹ đẻ lái con đúng không bác? Có thể là trước là không biết là vay đến 27 triệu không, nhưng mà bây giờ là số tiền đến là 27 triệu rồi. Hàng tháng là Hưng là phải nộp thêm là 4 triệu tiền, 400 nghìn tiền lái nữa các bác. Rất là tội cho em Hưng. Đấy, anh cũng xin nhắc lại thêm một chút nhá. Một lần nữa nhá. Và cháu Lực cũng xin được nói lại thêm trên kênh một lần nữa các bác. Trước được bác Chiêm là gửi cháu Lực là 500 ngàn. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là trong khoảng thời gian vừa rồi thì cũng có bác Kim Hoàng là gửi cho cháu Lực 500 ngàn để mà mua thực phẩm ấy. Tuy nhiên thì vẫn chưa có hết. Thì đến hôm nay thì đã xuống thì cháu Lực đã nhìn thấy hết rồi. Thì cháu Lực sẽ, lần sau cháu Lực sẽ mua xuống thực phẩm xuống cho em Hưng. Thì cũng rất là mong là bác Chiêm nói riêng là thông cảm cho cháu Lực và tất cả các bác ở trên kênh nói chung là cũng đều thông cảm cho cháu Lực hết cô bác nhá. Những cái thước phim và những cái hoàn cảnh cháu Lực đi chia sẻ thì tất cả mọi cái thì nó đều hoàn toàn là đúng cái cuộc sống hàng ngày mà những hoàn cảnh đang diễn ra thì cháu Lực biết chia sẻ như thế. Có thể là những thước phim cháu Lực chia sẻ thì nó rất là nhàm chán, có khi là nó cũng chẳng có cái nội dung gì cả đấy, nhưng mà cái cuộc sống hàng ngày của các em nó đi như thế rồi thì cháu Lực cũng chỉ biết là chia sẻ như thế thôi. Chứ chẳng lẽ là cuộc sống hàng ngày mà em ấy, thí dụ như em ấy là đang là ở nhà ngủ, cháu Lực cũng đưa đi ra ngoài để mà đi làm, thì điều đấy cháu Lực sẽ không có bao giờ mà nghĩ tới và cũng không bao giờ là làm các bác nhé. Thì cũng rất là mong các bác trong thời gian tới sẽ đón nhận những cái thước phim của cháu Lực là nhiều hơn, và khi mà các bác có theo dõi được thước phim của cháu Lực thì cho cháu Lực xin một nút like và một lượt chia sẻ cộng thêm một lần đăng ký kênh nữa để giúp cho kênh cháu Lực ngày một phát triển hơn. Hiện tại thì cũng có 12.000 các bác theo dõi cháu Lực rồi, và trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì nếu mà có những gì sai sót thì rất là mong các bác sẽ thông cảm và là bỏ qua cho cháu Lực. Có những cái gì mà sai sót thì mong các bác là những người lớn tuổi rồi thì các bác cho cháu Lực xin một chút cái kinh nghiệm để cho cháu Lực được sửa sai cái chỗ mà cháu Lực đã từng sai. Đấy, cháu Lực thì không có giáo dốt đâu các bác. Mọi cái thì là không biết thì cháu Lực là nói luôn, còn biết thì cháu Lực sẽ nói là biết các bác. Đấy, còn bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái thức phim ở đây thôi các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu Hưng xin chào các ông các bà.